khoảng 130 thùng bao thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa tiến hành kiểm tra phát hiện tối hôm qua 13 tháng 2 trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông tiến hành kiểm tra ô tô biển kiểm soát 60H03827 do tài xế Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1986, trú thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 130 thùng bao thuốc lá điếu các loại, có nhãn mác ghi chữ nước ngoài nhưng không dán tem thuốc lá. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hùng không cung cấp được giấy tờ, hóa đơn mua bán chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.